Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục dự đoán cùng thể thao hóa và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với trận đấu thuộc vòng 4 giải ngoại hạng Anh, trận đấu giữa Arsenal và Sheffield United. Sau thất bại 1-3 trước Liverpool tại giải ngoại hạng, Arsenal đã đứng dậy rất nhanh với chiến thắng trước chính đối thủ này tại vòng 4 Cúp Liên đoàn vừa diễn ra. Sau 90 phút có kết quả hòa không đều giống như trận tranh siêu cúp Anh, một lần nữa pháo thủ đánh bại Liverpool trên chấm luân lưu để giành vé vào tứ kết. Đối đầu với lịch thi đấu dày đặc nên cả hai huấn luyện viên đều tung ra sân đa phần là đội hình 2. Và huấn luyện viên Mikel Arteta cũng hiểu rằng đối thủ của họ ở vòng 4 giải ngoại hạng là không hề dễ chơi. Sheffield United đã chơi cực hay ở mùa giải trước và họ cũng đã về đích ngay sau Arsenal. Tuy nhiên mùa giải năm nay đã khởi đầu khá tệ với huấn luyện viên Winder khi họ đã có 3 thất bại liên tiếp và đang xếp áp chót trên bảng xếp hạng. Đặc biệt có hai thất bại khi được chơi trên sân nhà. Cơ hội của Sheffield ở trận tới là không cao khi Arsenal đang có một lối chơi vào form và họ đã được trở lại Emirates. Arsenal đã để gần như nguyên đội hình chính ra sân ở trận đấu tại Cúp Liên đoàn với Liverpool và các cầu thủ của họ đã có sự chuẩn bị tương đối tốt. Hàng công sẽ có sự trở lại của bộ đôi Aubameyang và Lacazette. Đặc biệt, Lacazette đã có 3 trận đấu liên tiếp ghi bàn kể từ đầu mùa. Sheffield United vẫn sẽ không có sự phục vụ của hậu vệ Jordan Organ do án phạt thẻ đỏ. Đây cũng là lý do khiến hàng thủ của họ suy yếu ở trận thua list. Bộ đôi trên hàng công là Buke và Mark Goldrick cũng đã chơi chưa hiệu quả ở những trận đấu đã qua. Qua năm cuộc đối đầu gần nhất, Arsenal đã giành chiến thắng 3 lần, hòa 1 và để thua 1 trước Sheffield. Tuy nhiên, kể từ khi trở lại với giải ngoại hạng thì đây là đội bóng không hề dễ chơi với các pháo thủ. Phong độ của Arsenal là tốt hơn khi thắng 4 trên 5 trận đấu còn đây, còn Sheffield đang trải qua chuỗi 5 trận chưa biết mùi chiến thắng. Thưa quý vị và các bạn, như vậy thì tỷ lệ của trận đấu này Arsenal trên sân nhà sẽ chấp Sheffield một hòa. Dù cho phong độ của Arsenal đang rất cao, nhưng thực tế chỉ ra rằng họ vẫn luôn khó khăn trước các đối thủ chơi lùi sâu. Với 3 trận toàn thua kể từ đầu giải, chắc chắn Sheffield sẽ tử thủ và có thể Arsenal vẫn thắng nhưng cách biệt không nhiều. Còn tỷ lệ tài xỉu ở trận đấu này là 2 1/2. Kể từ mùa giải năm ngoái khi trở lại với giải ngoại hạng, Sheffield luôn chơi phòng ngự phản công rất hay trước Arsenal. 3 trận gần nhất giữa họ đều có rất ít bàn thắng kịch bản của trận tới có lẽ cũng như vậy và dự đoán của chúng tôi ở trận đấu này Arsenal sẽ vượt qua Sheffield với tỷ số là 1-0. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị, xin kính chào tạm biệt.